feeling something special for you. And now you got me thinking till the sun comes up. Daylight in my mind is dreaming. And I'm saying too much couldn't be enough. But I'll be waiting, waiting for the moment to take me to you. Just a couple steps from going over the moon. I wanna move with your body, baby. I wanna move with your body, baby. I wanna move with your body, baby. Let me move with your body, baby. Sao cái này cắm sạc rồi? Hello anh em. Hello everyone. Từ nhớ để xem cái media request có hoạt động không? À có. Ngon. Chờ tí cất độ. Em là bạn của Long Sugoi. Who the fuck is Long Sugoi? Quen Nika. Chờ tí để vào check xem Nika có ai trả lời. Ai trả lời? Back to my city. Chủ kèo mới kiểu back to my city thì mẹ chắc lại đi mới đi đánh pickleball. Đậu má. Chả nghĩa lại tôi có nên bóc phốt là gì nhỉ? Đồng bào ở trên stream này. Mà thôi, cần để bóc, ai biết thì cũng biết rồi. Rồi, another subs 26 months, god damn. Tôi đã stream ở trên Twitch được 2 năm. 2 years and 2 months. Chứ lại nói cả tiếng Anh, cả tiếng Việt này. Lại có mấy bạn ấy chê. Chết. Chung dạo này tôi thấy Long Sugoi làm what the fuck? Chết rồi, thôi rồi, không được, không ổn rồi. Ở đây có bạn của ex employees của mình. Lại phải lịch sự. Chết rồi.
không ổn. Chào cún. Ê Oreo ơi, mày có mua con HKV của mày không? Mày mua luôn đi, mày dùng lâu rồi đấy. Anh dạo này chuyển... À thế à? Ờ thế ok. Thôi cũng được vậy. Ờ tại vì anh thấy chat cũng không phải là kiểu first time, nên chắc là cũng xem rồi. Nói chung anh thể hiện không có vấn đề gì nhỉ. Đang chuyển. Chả không dùng à? Anh tầm 2 tuần nữa là đại lễ sinh nhật của anh định đổi màu tóc. Hết phô mô. Ờ. Anh định nhuộm cái kiểu của vợ anh. Tại vì vợ anh nhuộm tóc nó lâu phai lắm, đến bây giờ vẫn chưa phai, mà nhuộm màu hồng. Màu đỏ thì ấy quá, màu đỏ thì hơi khó lên đồ. Anh định màu xanh. Ờ vợ anh là nhuộm màu hồng ấy, vợ anh nhuộm màu hồng nhá, mà từ tháng 1 đến bây giờ rồi mà nó vẫn còn. Đắt lòi luôn. Nhưng mà nói chung cũng được. Nếu mà giữ được màu thì cũng được. Anh thích mấy màu kiểu K-pop cơ. Blue, green, các thứ. Thật ra anh rất là thích nhuộm tím khoái, các thứ. Ta đánh bỏ mạnh à, rồi cái thằng kia. Có vợ con này mà ăn nói linh tinh ấy à, cũng. Chắc là chơi phím gì không? CM Blue. Dạ anh có chơi phím hay sống game gì không? Ý là game trên Switch. Giờ sống mất xài. By the way, ở đây có... Đây không có... Có Du ở đây không nhỉ? Tại trước anh về... Hôm trước anh vào Sài Gòn chơi ấy. Tại Ru 60 để ta xem nhá. Ru 60 keyboard. Ô thế mày có mua Neo 75 không? Anh nhớ là mày thích 75 mà. 75 CU. Hôm trước anh mới mượn được cả shop con 75 CU thì... Anh pha mà. Anh vẽ uy tín luôn. LA Ru 60 V3 này á. 1.6 triệu này á. Đúng là lấy vợ khác. Con này chắc đèn ngủ uy tín lắm nhỉ. Ơ? À đâu, đây là mạch hot swap mà. Cũng được, chờ cũng được. Có HKB đây chứ. I mean, no, I'm not sure yet. Xấu quá, anh thấy cũng được mà. Anh vẽ đẹp hơn. Móa. Khinh tao. Hôm nay anh vẽ vội rồi. Nói chung anh vẽ tương đối uy tín đấy. Giờ này anh em chơi đến cái gì rồi? Hôm nay anh stream QK80. Hình như là QK80 Mark 2 à? Hay là version 2 gì đấy. Con này hôm trước anh nhìn rồi, anh nhìn thấy Chí stream rồi. Neo 75 cũng nhìn thấy rồi. Không xem kỹ lắm nhưng mà thấy trông cũng hay. Thế là anh đề nghị mốc B cho anh Phang con Neo 775 CU mang về. Gì nhỉ? QK80. Không biết tên, không biết viết là Mark 2 hay là Mark II hay như nào. Mà cũng không biết là hôm nay nó có đưa cho anh. Chó ơi, mày trong đấy có Switch không? MK2. Ok. Uy tín, được bạn này. Tôi thấy thế là hợp lý đấy. Bây giờ mình già rồi. Bạn biết không, tôi vẫn có kiểu mong ước. Thật ra nó không đến mức mong ước lắm, nhưng kiểu nó kiểu plan ấy. What the fuck? Plan là kiểu đến tầm khoảng năm 40 hoặc là 45 tuổi thì tôi sẽ có một band nhạc, kiểu band nhạc anh em mấy thằng kiểu hấp hấp với nhau ấy. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật đi đánh band kiểu thế. Tôi thì không biết uống rượu nhưng mà ý là sau khi đánh band về mình có thể chơi đồ hàng. Tôi thích kiểu đấy. Tôi có mấy thằng bạn, có một thằng học gì ạ? Keyboard. Một thằng thì chơi được trống. Một ông anh thì
CW á, CW. Anh nghe nói là ngon, anh chưa được cầm. Levi của anh, tip bam là anh nick quen nhá. Levi của anh á, để anh xem nhá. Thật ra là anh biết chứ không phải là anh quên, nhưng mà tại vì anh có Levi ấy thì anh có như kiểu lợn con. À đây là Katy Strawberry nhá. Cái bộ lòng này thì nó không phải là lòng gốc con Levi này. Mọi người có thể xem cái sound test con này trên YouTube của anh được. Bộ lòng này thật ra là bộ lòng của Sagrada. Nó dùng chung bộ lòng. Cái này là có plate. Đây là Levi round đầu tiên, round 0. Đồ hàng bạn, đồ hàng. Con này đúng là âm hay. Mà anh chẳng hiểu sao build mà nó lại không bị gì nhỉ. Anh dùng lâu lắm rồi đấy mà không thấy bị tick start. Nói chung ok phết. Chết rồi, hôm nay shop không đưa switch cho VK80 thì build thì đéo được nhỉ. Mày biết là anh không có switch mà không mua gì đâu. Ok, let's see. Anh em thấy không? Bây giờ shop nó khinh, đưa phím không đưa switch, không biết điều cái gì. Thế á? Có bảo á? Không nghe đéo đâu, không à, có nghe gì đâu, hôm đấy hôm đi hơi vội. À, hôm bro bảo là cầm con gì mà để bán nhỉ? HMX à? Không phải, tại lúc nói con HMX là tưởng là để lên con Neo 75. Thế đéo là mình tưởng thế nhỉ? I don't know. Con phím của tôi á, là con Frog à? Frog là ngõ ngon mà. Anh em bây giờ cần gì đâu. Chơi tạm switch cũ không? Switch cũ. Thề luôn, bây giờ không nhớ tên switch. Switch gì nhỉ? Hình như anh có switch gì mà để trong cái lọ màu tím. V2U's. Cùng nhau cho cái cuốn. Nó qua nhà anh một lần rồi mà. Thôi được rồi. Hôm nay nói chung mình chưa build vội đâu, mặc dù là cũng muộn rồi nhưng mà summertime. Do I have summertime? Do I still have summertime? Ờ đúng rồi. Lên stream gì nữa. Đặt grab qua. Bây giờ chờ tí để tôi. Vì là tôi đang định bán con Levi R1 của tôi. Thật ra nếu mà anh em viewer mà hôm nay mua luôn, chốt đơn luôn. Đây nha, mọi người có thể chốt đơn bằng cái này. À đâu, cái này hình như nó lấy phần trăm nhỉ. Thôi, đừng, mọi người đừng chuyển khoản vào vào cái WeScan này nhá. Nếu muốn mua luôn tôi giảm giá đến 10%. Uy tín luôn. Con đấy cũng bài bao tiền nhá. Chờ tí để tôi check. Lợi ích mua của streamer đấy là mọi người có thể được trả hàng return trong vòng 24 tiếng. Không cần hỏi, tại vì hỏi tôi cũng đã biết trả lời thế nào. Không thích là trả thôi. Mọi người không cần phải trả tiền ship. Ship đi đéo đâu cũng được, miễn là ở Việt Nam. Và hình như là mọi người còn, tức là phím, tôi đoán là flawless. Sai màu nhưng mà flawless. Xong rồi cái gì nhở? Xong rồi build sẵn luôn. Build switch gì cũng xịn lắm. Switch đấy cũng phải Gateron các thứ đấy, cũng xịn. Nếu mọi người không muốn lấy switch thì cộng thêm 5 lít. Tại vì tôi phải dã hàn thì sẽ cộng thêm 5 lít. Sao cái web MOKB này không login được bằng bằng Google mọi người? Có lợm nhỉ? Google lỗi à? Nhưng đeo nhớ pass. À không, nó vào được rồi, xem được thông tin tài khoản rồi, nhưng mà ấn vào đơn. À đây, ok. Ôi, phím này tôi mua hơi đắt đấy. À không phải, nhầm. Ấn nhầm phím nhá. Em cái này mua 11.200.000. Goodbye 11.200.000. Tại sao thế nhỉ?
HHKB. À tại vì là mua thêm, không phải thêm mà là mua cái config là top mount. HHKB top mount 11.200.000. Hôm nay bán với giá là 9.000.000. Giờ vẫn chơi phim. Có phim gì đấy nhỉ? Phim gì đấy nhỉ? Ở à đây đúng rồi. Nó để nhầm túi. Con này tôi chưa đóng nắp tại vì là đây. Tình trạng Flawless. Cái này nó bị từ lúc từ lúc về nhá. Tạm tính là Flawless. Nếu mọi người theo dõi con LeVR1 này thì biết là thật là tôi đéo theo dõi, tôi cũng không biết, nhưng mà một số nguồn tin là không có con nào là flawless cả. Đấy, chứ hai củ còn chín củ đây. Switch thì nghe nói xịn, để xem switch gì nhá. Switch hình như là Gateron Deep Bing. Hôm nay tôi sẽ lắp thử để xem nó có gõ được không, tại vì hôm trước thì cái Daughterbot kia nó bị phò quá, tôi không lắp được. Bịp à? Nghe bịp đã thấy bịp rồi. Tôi cho bịp bao nhiêu thứ mà nó chưa ủng hộ tôi con phím nào. Tiện mọi người có phím gì mọi người muốn mua không? Ví dụ như là khả năng hôm nay Matrix Falcon tôi cũng bán cho nhanh. Hai anh em quay Marble tí nhở? Ờ đúng rồi, mọi người thích Marble cái gì không? 5 triệu nữa. Điên. Bán Gateron Deeping thì chắc phải 20.000. Tại vì còn công công tháo. Siêu rẻ thì mua. Thế nào là siêu rẻ em? Em thích không? Em cứ ra giá xem nào. Quan trọng tình cảm thôi. Em không biết rồi, anh đang ở giai đoạn vui là bán. Em một OG á? Hoàng Nghĩa à? Bạn của Long à? Chính thoại nhà giàu. 25 cổ. nhưng mà em đã nhìn thấy con F1 OG của anh chưa? Cái con mà anh Rianote đấy. Anh đổi màu rồi. Tức em biết à? Em định mua con đấy bao tiền? Anh chả nhớ con đấy anh mua bao tiền. Cái này em sao để? Không, sợi ping con đấy là Tiffany Blue. Oh no, Tiffany. Khay mèo này giá gốc bao tiền nhỉ? Khay mèo 5 lít á.
Analog Dream. Khải á? Khải thì đeo bán. Khải thì năm củ tao không bán. Do it wrong. Okay. So it looks like this. Anh nghỉ chơi lâu rồi mà em. Anh có mua thêm gì đâu? Thật ra anh cũng định nghỉ stream rồi, tại vì nói thật nhá, cái này là lương tâm nghề nghiệp nhá, là kiểu anh cũng không follow phím gì cả ấy, mà vẫn stream thì thấy nó nói chung không có giá trị lắm với mọi người, mà thấy cho vuông. Tất nhiên gặp mọi người Buffett chửi thằng Khải, chửi thằng Bịp, chửi con chó các thứ thì cũng vui, tuy nhiên là về mặt phím mà nói thì không anh bây giờ anh chả biết cái gì cả. Đấy, xin nói chung là để Buffett thôi, còn chơi thì anh đổi sang chơi khác rồi. Anh phím thì bây giờ cũng chỉ cần gõ ra chữ chữ chó là chính, tại vì nhá, bây giờ phím, nói thật là phím kiểu group buy, kiểu mấy con có fame phụng một tí ấy. Thật ra anh không theo dõi nhưng mà anh nghĩ bây giờ nó ít ấy, tức là không có nhiều con như thế. Còn những con mà tầm kiểu như con hôm nay mà anh thử ấy, thì anh chung bây giờ vị thế nó cũng khác rồi ấy, anh đéo cần mua. Anh toàn đi mượn thì là được. Thế nên là việc mua phím bây giờ nó ít diễn ra lắm. Ok, tạm thời tôi không đóng case nhá, cứ cắm thử USB vào xem nó có gõ đâu. Chị chó là chuẩn. Ơ, có 15 view rồi này. Không ít. Ok các bạn ơi, tuyên bố là keyboard tester use via. Chờ tí nhá, để xem con này tôi test key xem hôm ấy hàn đã ok chưa. Con này mạch gì vậy ta? À, Bastion 60, ok. Ok, hiện trạng là uy tín nhá. Đầy đủ phụ kiện. 9 triệu fast trade. À quên, nếu mua trong stream thì giảm thêm 10% là còn 8 triệu nhá. Chuyển khoản luôn thì mai ship luôn. Ở Hà Nội ship tận nhà. Nhưng ở Hà Nội thì không được refund nhá. Màu này trông đẹp mà. Đẹp quá. Hay anh giữ lại nào. Anh thấy anh build cũng uy tín. Nè. Cũng Vietnamese Space 3 phép. Nói chung về mặt sờ thì ok. Nó không ấy, nhưng mà quan trọng là nó không đúng cái màu mà lúc mình mua ấy, thì mình không ưng thôi chứ còn. Vừa nãy lúc mà tìm con phím này thì mình cứ tìm cái, tại vì bình thường nếu mà mọi người follow cái thằng Lam Lam ấy thì mọi người biết là cái phím của nó thì ship trong một cái case mà nó có cái biểu tượng của Lam Lam. Quên mất là con này thì là Canon Key là làm full fill. Thế nên là tìm mãi mới ra phím. Mà mình rất là ngại cất phím đi, thế nên mọi người mua đi. Please. Lại phải đá vào game. Ủa, đây có đúng ốc không vậy? Actually,
should be this. Ai collab với cả KBD fans cho bộ keycap á? Là bộ làm alert á? Ê, bộ đấy đã chạy chưa? Hay là tình hình như nào ấy? Chắc là chạy rồi chứ nhỉ? Mấy con cơ? Việt Nam mà có chân gà nhỉ? Yeah, don't care. Nhưng mà again vẫn phải nói lại là anh dạo này không follow nhiều lắm, nhưng mà có vẻ như dạo này đội nhà mình vẫn làm phím căng đúng không? Ơ bạn này bây giờ tay cây gì nữa? Hình như chưa đâu bạn ạ. À bạn nếu mà bạn ra ngoài này thì bạn bảo tôi nhá, tôi tặng bạn một con gì nhá? Con của Neo Ergo. Con đấy tôi stream rồi. Tôi thấy con này cũng được. Ôi giời, nhà mình không cả, hình như cả Nurse Rocks nữa, hình như anh thấy cũng mới có bản collaboration gì đấy đấy. Bây giờ ra anh cũng biết một vài cá nhân nữa đang làm phím kiểu Maze in Việt Nam. Tức là mọi người vẫn nói cho anh biết đấy. Chắc tại mọi người không biết là anh bây giờ đéo hứng thú nữa, mọi người vẫn nói. Ok, bạn nhìn thấy Neo Ergo chưa? Neo Ergo. Tôi thấy con đấy cũng được. Type K at home. Đây này, trông như này. Ok phép ạ. Tôi biết rồi. Nó cũng có tin tật các thứ. Dùng được. Nếu mà bạn về bảo tôi. Ủa, tôi muốn dọn tủ lắm rồi. Tôi đầy vậy. Crush 65 tôi yêu. Ơ, con đấy là con mà mới trả hàng á hả? Mới trả hàng bán luôn hả? Mọi người muốn làm hứng thú lại đấy. Nah, it's over. Thẳng thắn mà nói thì hobby is dead for me. So, nah. À ừ nhở. Type K có thông tin gì không hả mọi người? Anh đoán nó cũng không, tức là một phần anh không follow nữa, nhưng mà có vẻ như với cả những người khác thì nó cũng dead thật. Oh, I don't know. Quan trọng bây giờ vẫn có phím gõ là được rồi. Buồn, không phải là tại vì mình lấy vợ đúng không? Cũng thế, là mày chơi cái gì không? Mày chơi gì mày chỉ cho anh ấy. Vẫn nghiện lắm không? Chắc cún vẫn nghiện, nhưng mà vợ đéo cho, thế nên mới phải mua con Zule 60 à? Dễ. Cái dây này chắc không cần giữ đâu nhỉ? Chả phí nó ấy đâu. Đen ngủ về khoe vợ. Ok, xong một hạng mục đấy là quảng cáo Levira 1, bán với giá 9 triệu. Chốt từ giờ đến lúc end stream thì giảm 10% còn 8 triệu. God damn, đây là Neo 75 CU. Sao con này nặng ấy nhở? Anh mới cầm lên anh thấy có vẻ nặng. Riêng với Khải ấy thì giá là 5 triệu nhưng mà anh đéo bán. Ok. Nhầm à.
Không, nếu 75 là chỉ là xem thôi chứ còn không phải build. Cateron Pure Sky không foam. Ôi, con này build không foam à? Nice, cái này PE vẫn đệ đây này. Con này là build xong rồi, con này là hàng trưng bày. Con này là hàng trưng bày. Anh, nhưng mà anh chưa được gõ, anh mượn về thôi. Anh đề nghị, đề nghị shop cho lấy hàng trưng bày. Anh đây, chính là anh. Hồi xưa anh cũng lấy sắp cherry. HB ok nha. Wait, sao no foam mà nghe vẫn có tí foam mì nhỉ? Con này có phải máy build không hả Huy? Cũng được đấy nhá. Màu cũng xinh xẻo. Cái này anh thấy vô duyên lắm. Cái này nó có cái badge khác không? Cái badge này nó có ý nghĩa gì vậy? Cái này này. Trông ok mà. Hay anh mua nhỉ? Cái bao tiền đấy? Cái này bao tiền? À, lắp switch vào đây á. Con này bao tiền đấy? À, từ từ. Có cái này mới được cho money khoe. Quên mất, không biết cái này không biết cái này có được disclose không, nhưng thôi stream đéo ai xem, disclose đéo sao. Cái này của VNMK workshop, nó mà nhìn thấy mình vất nút như này chắc đánh chết mình mà. Artisan các thứ mà thôi. Mọi người đừng nói với anh Chí là hôm nay anh khoe cái này nhỉ. Tại anh không biết có được khoe không ấy. Con này á, 5.5 triệu á, phí bây giờ đắt thế á. HB bây giờ có cần phải làm nữa đâu. Anh HB bây giờ cũng khá là đơn mà. Tím HHKB Leviathan R0 em nhá. Còn đấy limited, chắc là trên thế giới chỉ có 3 con. Con này này. Tại vì một là màu này cũng ít người chọn, hai là layout này cũng ít người chọn. Thế là anh đoán là chỉ có tầm khoảng 2-3 con. 5.5 triệu à? Có nên mua con này không mọi người? Ở công ty thì anh đang gõ phím gì nhỉ? Cái phím của Nurse Rocks, phím HHKB, cái con mà có một cái miếng tản ở đây. Đúng rồi, át thể trò đường tăng. RE65 Slim, đúng rồi. Đấy, công ty anh đang gõ con đấy. Nó gõ thì chán lắm rồi, nhưng mà keycap thì của keycap màu đỏ đỏ gì quên tên rồi, mua của con chó. Gõ bẩn lắm mày. Ghét nó dính hết vào keycap rồi, nhưng mà lười chưa thay. Nếu mua con này thì sẽ thay con đấy. PT 1.75, không biết con đấy là con gì luôn. Nhưng thấy con này được rồi chứ. Switch gì đây? Mượn á, mày mua đi. Switch gì này? Tôi cũng gạt được. À, Pure Sky. Con này thật là không có foam gì á. Chó. Thôi anh muốn mua là anh mua ấy. Chờ bán được đéo có gió. Mọi người, à quên, anh bán mọi người một tin mừng là lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay anh đã bán được con Dimple R2 thì phải. Con này anh nếu như mua bao nhiêu luôn. Anh đoán là anh mua tầm khoảng 5 triệu nha. Hôm nay nhờ có sự trợ giúp đắc lực của Vincent, bạn Vincent ở trong chat, anh đã bán được con Dimple. Con đấy là một con 40%. Mà còn build, hình như là anh build là gap in
Red Ink V2 thì phải chứ không phải OG. Hát hát KB mang con gì lên công ty gõ. 5 triệu rưỡi hiện tại cảm thấy hơi đắt cho một con phim. My Night Derivative sắp ra mùa mới. Vincent Vietnam Airlines. Bạn ơi, bây giờ nó không làm Vietnam Airlines rồi. Vincent Bro thì hình như đổi job mấy lần thì phải. Thịnh thì bây giờ ít khi xuất hiện trên trên MKB rồi. Nhưng con này ok nhở. Damn. Sao nhìn giống Pokemon vậy. Fukuro R2. Giờ là Vincent MKB rồi. Yeah. Vincent là đứng sót rồi. Cũng được ấy nhở. Hơi nặng thật. Thôi vậy. Sắp tới có con được mọi người ạ. Again nhá, mình vẫn thấy hơi phô mì nhưng con này, những con như này gõ văn phòng rất là uy tín, kiểu người ta biết là mình dùng mechanical keyboard ấy là ok. Phải chơi iPod. iPod chắc Thịnh chơi lâu. Cứng nhở, không thấy nhún này. Blade chắc là không có cắt kiếc gì đâu. Ok đấy. Ngõ thấy cũng đờ mờ con chó si bay. Uy tín. Chờ từ nhá, tôi lấy cái này lên xem cái này có build được. Cái này đang là hot swap hay là hàn đấy ạ, si bay. Nhìn nhanh thì thấy là có thể split được backspace. Em bịp bây giờ em bịp đã tán được chị BA rồi. Cũng không biết nghe chuyện ấy giờ. Ok, story time. Hôm đi đám cưới Lin Tai là bịp ngồi gần một đối tượng. Không biết là đã hẹn hò gì chưa. À đây biết rồi đấy. Em tán được chị. Anh bảo thằng bịp là nếu mà tán được thì anh cho nó con cắt xe FI. Thế mà nó đéo làm được. Tôi chịu đấy. Tôi ủng hộ anh em đến như thế rồi. By the way, mọi người mua cắt xe FI không? Có nên bán luôn này. Thank you Sun Types. Anh nhìn nick này thấy quen quen nhỉ? Anh có biết em không ở Sun Types? Ok nhá. Hơi băn khoăn một chút về mức giá, từ 5 triệu đến 5 triệu rưỡi. Thật ra không phải mình không phải là người băn khoăn mức giá đấy, nhưng mà ý là nếu mà phím hiện tại mà 5 rưỡi thì mình nghĩ là giá hơi cao để có thể có MOQ lớn. Tuy nhiên, nếu tôi không nhầm thì hiện tại MOKB đang có chương trình gì đó, không chắc mới đâu. Hình như từ giờ đến cuối tháng 11 thì có sale sủng đấy. Không biết là có sale con này không biết. Để tôi vào tôi đọc chương trình này, tạm gọi là trả job nhá. Cái này không có trên website à? Sale gì đấy. Em mới đọc được. À thế à? Tin buồn. Thôi thì mua cái gì cũ cũng được. À thế à? Có đâu nhỉ? Bạn thấy không? Bây giờ tôi không uy tín như hồi trước. Again, đang nói chuyện cảm thấy hiện tại đang cảm thấy nếu phím ở mức tầm 5 đến 5 triệu thì hơi khó để cho anh em mua.
Order ngay, chi 10%. À có ba con thôi, QK65V2 Classic. Con này cũng được này. 75N thì mình không thích bằng con Classic đâu. QK65V2 thì again cũng không thích bằng. Nói chung mình thích mỗi QK65V2 Classic. Damn. Thế chính là QK vẫn kiểu follow up với mấy con phím QK hồi trước nhỉ. Oh, okay. I mean, I mean they're good enough, so. Oh, đây có con QK Mark 2 phiên bản cái gì gacha matcha gì đó. Limited edition. À nhỉ, đúng rồi, sắp Black Friday. Không biết có nên nhờ shop bấm cho vài link trên eBay không? Ây dày ấy. Thôi được rồi, xong rồi. Coi như tổng kết xong Neo 75 CU. Có đây mua được nhé mọi người. Ngoại trừ việc hơi đắt, nhưng mà đít đồng thì phải chịu thôi. Tiện thể anh cũng có một con phím đít hoàn toàn bằng đồng, là con cây 60 cũng màu tím HHKB. Mọi người mua không? Giá bằng Neo 75 luôn. Tức là bao tiền nhỉ? Kéo lên xem lại. 5,5 triệu không? Con đấy thì siêu floor. Có nghe nói là hay. Anh không thấy hay nhưng mà nghe mọi người nói là hay. Ờ, anh có 2 con K. Một con chữ đông, một con S. Thế mới kinh. Bảo rồi bây giờ bán hết. Anh chỉ ngại lấy ra thôi. Mọi người chỉ cần, tức là anh lười đến mức mà bây giờ có người mua thì anh mới lấy ra ấy. Chứ nếu mà bảo lấy ra để quảng cáo thì nó lại hơi khó. Falcon mà. À nhưng mà thật ra con màu tím đấy thì anh có ở đây đấy. Để anh cho mọi người xem nhá. Đây, con này là SS. Tại sao lại có cái space này thì không biết luôn. Còn đây là con màu tím. Đây, một cục đồng. Cái màu tím này thì nó hơi nhạt hơn con Leviathan ở trên. Nó nhạt hơn khá là nhiều. 1, 2, 3, 4 tông gì đấy, không rõ. Còn con này thì là SS. Eo ơi bẩn hê. Eo, kiểu cảm giác nó bị mốc ấy. Cái này xước thì xước nhiều rồi, nhưng mà lau đi thì I mean, let me lau luôn. Kiểu gì lau đi. Cái này chắc là microfiber. Con cây thì hồi trước anh ở xem, tức là làm đi làm lại khá là nhiều, thì nói chung anh cũng thấy quen chứ không chả lau nổi. Cái này chắc phải xịt cái gì để mới lau. Nói chung lau xong thấy cũng bóng phết đấy. Có hai con cây này chung cũng ôi. Con này mình còn cái này gọi là gì nhỉ, không phải thép mót, gọi là gì nhỉ, quyền bố rồi. Đại khái cho nó khít đấy. Nhưng quên này. Khải á, 20 triệu chuyển khoản, ship luôn khắp thế giới. Oh yeah, Force break. Very useless mod. At least for the K.
Thôi nhá, cất đi nhá. Toàn thằng mõm, đéo thằng nào mua. Buồn. Ok, đến nhân vật chính thôi nhỉ. Một triệu về chứng cái gặp giáng sinh dạ mùa tầm này hết cho rồi. Cây tím khai mèo 25 triệu. All in cái gì nhỉ? God damn. Ok, cuối cùng chúng ta cũng đã đến nhân vật chính. Một tay nghe, bây giờ một tay nghe. AirPods Pro Rule the World. Con này anh nghe nói là có một ai đấy build rồi, anh cũng không chắc. Chắc là thằng Huy With Keeps build rồi. Thế nên là anh kiểu highly encourage mọi người là sang đấy mà xem. Hộp này chắc không xem rồi nhá. Chờ tí lấy cái keep map to hơn. Con này 80. Cuối say vừa về. Em mua cuối gì đấy? Cuối gì cần gì ấy? Định pha gì ấy? Đây à? Màu này là... Đây là màu trà sữa. Ơ, con này... Nếu mà shop bọc như thế này thì tức là nó không có, nó không có bao giả. King Rider. Còn Staff này là Huy làm rồi em ơi. Em bảo à? Nhưng mà ý là như thế tức là nó không có, nó không có khăn à? Damn. Nhưng mà hôm trước thôi để tạm, chúng ta nên rút ngắn thời gian nhá. Hôm trước em build với plate gì rồi nhìn này. Đây là probably palm, cái này chắc là alu. Nhiều đồ đấy nhở. Đây là QK 80 Mark 2 em ạ, phiên bản mới. Mua không? Chưa làm gì đâu á. Thế hôm trước mày build cái gì ở Huy? Mày nói đi thì anh build kiểu khác. I mean, nếu có thể. Eo ơi, nó lại có cả ấy nữa này. Cái miếng kiểu plastic. I don't know what for. God damn, I hate these. Gì lại? Anyway, theo truyền thống của channel thì anh sẽ build với cả, tất nhiên là anh sẽ build no foam rồi. Nhưng mà mọi người thấy nên build với cả plate gì? Đây là palm đúng không? Chứ không phải PC đúng không? I'm probably gonna use the palm one. PC thì nó hơi boring piece of shit. Không em ơi, đừng tin thằng ấy nó không biết gì đâu. Thằng Sleepy Đạt nó đéo biết cái gì đâu em ơi. Em đừng tin, tên nick của nó là bịp em ơi. Đừng tin nhá. Không tin bất cứ một cái gì thở ra từ mồm thằng đấy cả.
What's that for? What the hell is it? Không. Anh trông anh nhìn có vẻ tức là nó hiện lên chữ rồi. Không nên bóc ấy. Ê Huy, nhưng mà như thế tức là cái nam châm này nó không đủ chắc để dính vào đây à? Đúng không? Let me give it a touch. Bây giờ phím nó cứ thế nào các bạn ạ? Tôi thấy khó hiểu. Hoàng Nghĩa. Em cũng chơi cà phê à? Anh cũng chơi cà phê thủ công mà, hỏi anh được. Ok. Ok. Sao tôi cảm thấy nó không cong vậy? Con này thì không phải là anode, con này là... Oh god damn, có cái nút ấn ở đây này. Con này là... E code. Con lăn chỉnh ẩm. Du di sản. Du di sản là gì? Trong ngõ à? Quán em 60 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng. Có đi ô tô rồi đâu. Nhà anh xa. Bây giờ mọi người... Nhưng mà từ từ để anh... Mày làm tao không biết đường. Tao biết Nguyễn Lương Bằng đâu mà. Chỉ không biết là có đi xe được vào thôi. Không thôi. Nhà bán trà và cà. Nhà mình có bán hạt không em? Beans. Em chờ từ, anh em từ từ để tôi xin 200g cả này ạ. Xem có được không? Nhà mình có bán. Đấy, đều rồi. Nhà mình có loại gì ngon không em? Cho anh xin 200g. Anh hình như còn có 50-70 ngàn. Em không có Facebook à? Anh search chỉ ra Shopee Food. Flappy Bird. Oh, here? Oh, damn. Facebook. À đây có Du Cà Phê. 60 ngọt 64 nhé. Nguyễn Lương Bằng. Sân si bảy hồi được. Cho 1 tuổi. Mới sinh nhật 1 tuổi này. Tuần trước này. 1111 này. Xoài thơm. Chạm vạ. Trông xịn đây anh em ơi. Trông uy tín nè.
Anh thấy menu có vẻ ít món kiểu cà phê nhỉ? Hầu như là nước no actually. Nhờ chạm vạng là có cold drip luôn này. Sốt bơ lạc. Damn. Bịp mà. Sang năm ra chơi. Chết rồi. Mình đi đám cưới. Lên thai thì nó không qua sự, không qua mà lại. Từ nhá. Xem stream hôm nay được free. Đấy, mọi người thấy chưa? Xem stream tôi ưu tiên không? Mọi người quảng cáo. Nếu mọi người ở Hà Nội thì mọi người có thể đến Du Di Sản Cà Phê, địa chỉ số 60 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, thông từ số 31 Hoàng Cầu sang. Đọc pass là em là fan Anh Ninh. Vì khả năng là mọi người sẽ được free một cốc. Tip Sài Gòn, mày cơm mồm, mày đến tao đang quảng cáo, đang lấy thế nghị stream đồng setup đồng stream á. Đọc pass, em là fan Anh Ninh. Nghỉ stream á. Thật ra hôm nay stream tôi cũng ngại vãi cả đái luôn, tại vì đúng ra là tôi cất đèn đi rồi. Có hai cái mà tôi vẫn giữ, đấy là cái cam mặt này thì vẫn hay dùng để họp, với cả một cái đèn, một cái main light ngay trên này thì vẫn hay dùng. Tôi dùng cái đèn này giống đèn làm việc luôn. Tại phòng này hầu như là không có đèn, có hai cái đèn vàng thôi tôi hay tắt. Anh Ninh vẫn livestream bán hàng. Còn cái cam này thì thông thường cất đi. Cái tripod này to lắm. Dư thì không dư. Chúc tao dư con Z với E1 đấy. Tao cho Chí rồi, tao đéo cho mày. Tại vì hôm đấy mà mày nói mua ấy thì con đấy anh bán mày 1 triệu anh cũng bán, nhưng mà mày toàn bịp thế nên anh đéo cho. Xin được phim của sư vậy. Xì cái mic á. Không, mic anh vẫn dùng để họp mà. Nói chung cái setup này thì vẫn dùng để họp, tại vì anh họp cũng nhiều. Nha, yeah, đúng rồi. Nhưng mà mic, anh có 3 cái mic mà. Anh định cho một bịp ấy, nhưng mà nó bịp của anh đéo cho. Thôi từ, anh em bình tĩnh nhá. Hôm nay tôi vẫn có job là phải build xong cái phím này. Mấy giờ rồi? Mẹ 12 giờ kém rồi. Thôi, ông cầm mồm, thôi. Để khi nào? Nhưng mà không view bị shop chửi em ơi. Đang 26 view rồi. 26 view là nhiều nhất trong năm nay. Chuẩn bị đi ngủ thôi, đổ má. Cho đi, được rồi, tôi speed build nha. Actually, I don't know how to do speed build, but okay, looks like it. Cho ta build nhanh mà đúng không? Lắp snap vào đây, cắm switch vào đây. Bây giờ con này cần, I don't know, 80 switch. Zapping. Ôi chết rồi, em quên rồi ôi. Thảo Nguyên, anh nhìn thấy em rồi. Đoạn trên. Sao nhìn anh hao kìa, chắc tại anh không chào em. Em chào anh. Sorry. Anh nhìn thấy nhưng xong rồi anh nhìn thấy cái thằng còn lại anh muốn chửi hơn, thế nên anh chửi nó xong thì anh quên. Được chưa? Ok chưa? Còn tại sao nhìn gầy á? Anh giảm 10 cân probably last time we met. Ban mẹ cái thằng Khải. Nhớ. Cún ấy, từ. Chờ tí anh hỏi nốt thằng Cún nó Hà Nội. Mày có đi chụp ảnh cưới không? Mày chụp ở đâu ấy? Làm kéo ăn nữa. Ok fine, let's go. Chờ tí nhá, đi lấy switch, khả năng là anh sẽ lấy V2U đấy. Đỡ phải đếm. Vừa thấy có hơn 30 người view, bây giờ xuống dưới 30 rồi. Đen đấy nhỉ.
Mọi người vào xem đi. Như vừa rồi có ai bảo là dùng summer time. Tình cờ nó lại ngay ở đây. Mọi người muốn thử à, chẳng muốn hỏi mọi người gì, hỏi xong mình đéo nghe. Thôi không hỏi nữa. Vậy em chọn chỗ. Ok. Anh không muốn chụp studio lắm. Thôi không hỏi nữa cũng được. Phải làm staff à? Đây là 7 u chứ đúng không? Oh no. À mọi người chờ tí nhá. Cái này có làm được 7 u không? Cái plate này là 625 mọi người ạ. The hell? What the heck? Anh không chụp pre-wedding, anh chụp post-wedding. Ồ, 30 view rồi. Ừ đúng rồi. Quên mất, đoạn này vẫn lấy được. Đây đúng không? 7 u. Gu của anh thích ngậy hay mùi hoa quả? Em hỏi gu cà phê ấy hả? Mọi người từ từ nhá. Anh nghĩ lại rồi, không cần đưa contact đâu. Bây giờ tôi có build gì nữa đâu bạn. Với cả lúc stream thì quan trọng là anh em, chứ còn phím thì qua xem. Ok, đưa về đi tìm. Ơ quên, không cần cái này nữa. Cà phê ấy hả? Ngậy à? Let's see. Thật ra nếu mà uống, tức là anh hay uống nhất là hai loại nhá. Một là latte. Cái đấy thì anh thích ngậy hơn. Còn nếu mà uống kiểu drip ấy, cold brew hoặc là cold drip thì anh thích hoa quả. Đúng rồi, quan trọng mua vui mà. Nhưng mà mở ngoặc là mua vui cho mình trước. Thế là mình vui, sau đấy thì mới đến lượt khán giả của mình. Chứ mình mà không vui thì I mean, thì làm gì đến lượt khán giả của mình vui. Vì thế, hôm nay tôi sẽ lắp staff mà không cần phải mod. Không cần phải cân wire. Cười. Ok. Để xem hôm nào Thảo sang được nhá. Dạo này shop hoa của Thảo làm ăn ok lắm. Thảo bây giờ đang đi mua hoa đấy. Ờ đúng rồi, anh hay uống. Thôi thật ra không phải hay đâu. Lâu lắm anh không uống tại vì là hồi trước ấy thì một ngày anh uống ít nhất là 2 shot latte. Bây giờ vì một số lý do anh giảm xuống còn 1 shot thôi. Và shot đấy lúc nào cũng phải diễn ra vào buổi sáng. Tại vì anh không uống anh không chịu đâu, không uống bị đau đầu. Đến tối anh ít uống hẳn. Còn hôm nay tại vì lâu lắm không stream nên là I mean uống cho nó kiểu energetic thêm một tí, không thì mọi người lại buồn. Wait, ở đây có nút enter mà đúng không? Ok, here.
Má, bây giờ còn không biết là cái stat của Enter để ở đâu. Xuống cấp ấy nhở. À. Không, bạn ơi, tôi không làm đám cưới đâu. Tôi không làm đám cưới, tôi chỉ đi chụp ảnh cho vui rồi. Không nạp cà phê được như cái sao không? Yeah. Định chụp ảnh kỷ niệm 15. 15 quen nhau. But I don't know. Cưới đéo tốn tiền lắm. Xong rồi mọi người chờ tí nhá, sắp build xong rồi. Everything's gonna be alright. Đang phải giảm thêm mấy cân lửa em ạ. Giờ là anh đi tập gym 5 buổi một tuần mà. No, actually that's not true. Ý là anh muốn thế. Thôi mà để cái này phải lấy plate fork ra dùng cho nó. Không mấy khi stream phải mang hết đồ đạc các thứ ra dùng. Flexing các thứ. Em thấy anh kiểu mở bài nó rất là có tính dẫn dắt đúng không? Kiểu mời úp úp mở mở các thứ. Wait, what the hell? By the way, hôm nay hình như vừa rồi có bạn nào hay DJ chọn bài ấy nhở? Bạn có thể chọn bài tiếp được không? Ai ấy nhở? Sơn à? Sơn Types. Hay làm song request đấy. Hôm nay không thấy Sơn ấy nhở? Sơn Wikipedia. Damn. XXL quá. No, bình thường anh thấy Sơn của em mà. Honduras, ok. Đấy, anh em thấy không? Tôi đã mời. Tôi đã mời được 200g cà phê Honduras. Ok em nhé. Nói thôi, nếu mà thấy loại đấy phù hợp thì để hôm nào anh chạy qua anh lấy cũng được. Anh cũng hơi ít qua Hà Nội một tí, nhưng mà chỗ đấy cũng bận lại gì. Ngày mai cái plate này nhá. Well, actually let me see. Cả PCB nữa. Cái này nó không không có split right shift. Thế nên là right shift của chúng ta sẽ không có stab. Hôm trước anh mua một cái áo sơ mi gì đấy anh không nhớ, của Uniqlo. Thì anh mặc size S. Chữ yêu. Ê, từ nhá. Anh nghe thằng Bịp nó nói đến cái việc yêu mấy lần này. Mày, cái lần yêu đấy từ bao giờ ấy? Có thật không ấy? Có real không ấy? Hay là vẫn là Bịp ấy? Damn, see, this is why I keep streaming. Người thấy không? Vì quay lại stream này là tôi đã xin được một gói cà phê.
Makes sense, right? It's something. Damn. Yêu từ lớp 11 đến đại học quá. Anh không nghèo mà kiểu chỉ thiếu ấy, thiếu những cái tình cảm. By the way, mọi người có ai có vé anh trai vượt ngàn chông gai mà muốn pass không? Kể thế mà không ai tin. Tin thế đéo được. 30 củ. 30 củ. Ê, 30 củ được 2 vé VIP không? Anh chẳng biết có hot không. Vợ anh muốn đi. Với cả tại vì nó ở ngay đây này, nên mọi người nhìn thấy cái đèn nháy nháy này không? Mọi người đi thẳng cái đèn nháy nháy này là đến chỗ đây. Có 2 vé. 2 vé gì? Đồng nghĩa chia sẻ nhau. Nhà đi đắt lắm. Nói thôi, anh là kiểu đi xem cũng được không thì thôi ấy. 60-40. 40 là muốn đi, 60 là không muốn đi. Tại vì anh già rồi. Tuy nhiên vợ anh thích đi. Đôi khi em cũng đủ tiền muốn mời. Chịu. Damn. 31 views. Anh nhưng mà anh thực sự là anh không xem cái đấy. Không. Đi thì cũng anh cũng chẳng ghét. Anh cũng biết là có kiểu mấy kiểu war giữa anh trai Say Hi với cả anh. Không quan tâm lắm. Đúng không? Kind of quan tâm. Xem war cho nó vui. Cũng được. Chưa rồi mọi người, anh còn không có cả keycap cho cái set này. Giờ mới nhận thấy làm streamer khổ như nào. Phải chuẩn bị start, chuẩn bị switch, chuẩn bị keycap. Dandy? Hình như anh có Dandy. Ơ? Em ơi, có phải anh cũng có... Anh cũng có Dandy không? Dandy là bộ... background trắng, xong rồi màu xanh xanh à? Xong thi thoảng có một tí accent màu vàng. Đúng không? Ừ, thế anh có. Nhớ. Nhớ. Không nhớ để đâu. No. Actually, let me see. Anh để cái đấy trên một con phím PC. Rất có thể là Smoke PC. Rất có thể là Capture FE. Eo, 10 triệu. Hay phím gì nhỉ? Anh đoán thế đấy. Mượn lấy video. Ok mày. À nhưng mà hơi khó. Ok. Anh đang gõ. Thôi cũng được, anh cho em mượn. Lâu lắm anh chưa gõ Matrix Falcon. Ơ em mày, có phải em có
có phải em có con Matrix Falcon, con thỏ không? Em bán được. Kinh 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 kinh. Là chúng mình đổi đi. Giao lưu, giao lưu, giao lưu, giao lưu. Có mod không nhở? Mod ban hộ cái thằng Khải kia phát nào. Cái nhở, có nói linh tai anh tình. Ừ nó có nhưng mà anh không thích nói chuyện với nó ấy. Kể đi. Cái summer time này có phải là em làm cho anh không em? Ủa đấy, mod vào rồi kìa. Mười lăm củ á? Dũng em mày giàu thế á? Lạnh quá. Sandwich dealer. Sandwich underscore dealer is now following. He gone rồi, let's go. Ui, he gone phát lên tận 35 view. Damn. I came back after 2 months and I have 35 viewers. Ờ đúng rồi. Đúng rồi, nghe nói là con này bubble tea đấy. Đẹp nhở, em mua không? Bán luôn. Tôi phải đổi thành đọc văn livestream bán hàng cho mọi người biết rồi. Em có mua luôn không? Để anh hỏi cho em cái cấu hình này hết bao nhiêu tiền nhá. Alo, Tech Support. Cái này bao tiền? Em mà mua luôn trên stream của anh á, anh trợ giá. Từ từ, để anh hỏi giá bao nhiêu. Anh trợ giá luôn cho em 2 lít. Nếu mà em chốt đơn luôn. Tài khoản Techcombank Lê Hải Ninh nha em. Triệu hơn tỷ. Mua luôn con này cúp mai nếu không nhầm là đến 26 tháng 11, tức là sao 26 nhỉ, sao ngày gì lẻ thế, chắc anh đọc nhầm ấy, đại khái là đến khoảng cuối tháng 11. Nếu 75 siêu hình như là end rồi sao chứ? I mean, I don't know. Just saying. Đừng quên. Thôi rồi. Được rồi. Không mấy khi có khách hỏi phím đang stream, tôi sẽ vào build đúng config này. Con này là Win Key này. Màu nhá. Spray coated bubble tea. Ơ, 3 triệu rưỡi. Thì cũng rẻ đấy. À nhưng mà đây mới có. Quên. We're gonna do palm plate. Then we do cái mạch này á. Mạch này là hot swap rồi. Không có RGB per keys đúng không? No RGB. No flex cut. No flex cut, no RGB. Thế cái này 5 triệu rưỡi. 5 triệu 540 nghìn cho cái config hiện tại. Ơ,
đúng hạn là 26 tháng 11 này. Sao ngày lẻ nhỉ? 6 tháng 11 đã có lương đéo đâu nhỉ? Sao mọi người nhắc cái con P175 nhiều nhỉ? Từ từ nhá. Anh muốn xem con phim đấy. Tên là gì? PT1.7 P1. For real? Đây à? Chờ tí nhá, anh xem thêm ảnh có gì hay không? I mean, no. Why? Oh, you. What's the deal? Phim này có gì hay ấy, em ơi. Xem thêm nhé. Typing angle 7.5. Top mount only. Top mount? 2024. Top mount. Trace kit design. Design nữa là mới à? Ui. Tại sao? Nope. Not for me. Ôi, anh ghét cái này phải. Cái này này. No. Thank you, next. Xấu rồi, cái đấy. Hiếm khi anh đồng tình với mày, nhưng mà lần này thì anh đồng ý. Bạn em khen ngọt lắm. Oh, okay. Anh thấy cái phần anh không biết cái phần đằng sau gọi là gì, tạm gọi là batch nhá, chắc không phải là batch đâu, nó giống nó không giống hẳn, nhưng mà nó kiểu reminds me of cái sợi dây anh chả biết nó gọi là gì luôn, cái sợi dây supreme mà nó hay có trong ở trên cái cặp của một số bạn ấy, nó có cái chắc gọi là tag được cái dây supreme màu đỏ đỏ ấy. Và anh thì không thích cái này lắm, thế thôi. Ew, Lily God. Yeah. Ô, Lily bây giờ như nào rồi? Vừa ngồi lắp phím, vừa bốc phét các thứ, sắp xong rồi này. No, why? Xong rồi mọi người ơi. Chờ tí nha anh xem. Anh còn chưa biết con này là mao gì luôn. Thiết kế này. Wow. Mini game Flappy Bird. Riêng khoang pin này. Ok, bla 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 bla. Lip spring mount. Ooh. Con này 2 pin 4.000, tức là pin tổng của nó là 8.000 cơ. Căng.
cái lip spring của cái này anh cảm giác là nó kiểu reuse từ một con gì đấy ấy. Tại vì nó có cái phần để nó có cái lỗ ở trên mấy cái springs này này để kiểu bắt ốc ấy. Nhưng mà cái plate này thì không cần bắt ốc, chỉ cần đặt hẳn lên đấy. Bây giờ phím nó tân tiến hiện đại nhỉ, kiểu để assemble rất là nhanh. Không biết dạo này các assembler có phải lấy tiền rẻ hơn không. Dạo này kiểu anh thấy God, really Huy ơi, khi còn đây Huy assemble nhẹ đúng chưa vậy? For real though, hình như cái này nó thiếu chưa ấn gasket. May quá không có build guide à. Ồ, cái miếng nhỏ nhỏ này hả? Đây đúng không? This one? Anh có cảm giác độ rung của nó tương đương với con gì ta? Spring, Olaf Spring. Wow, Olaf Spring tính ra mấy năm tuổi rồi ta? God damn, đại khái cũng khá là già. What is that? Foam đáy, put CF. Foam đáy á? Tại sao foam đáy thì lại đỡ nhỉ? Trong đây là cái gì? Trong đây là dây USB này. Thì không phải cái này. Ok, đây. Một tí. Ok, đã hiểu. Cái spring này đúng là mềm thật. But alright. Thì nó có nốt này này. Cái này đây. Đây ở đây ở đây. Hmm. 31 view. Damn, nhiều view lắm. Mọi người dạo này trên Twitch có nhiều kiểu keyboard streamer không?
Okay. What do I do now? Now, keycap time. Really? Okay. Nhận luôn. Cái này là để đổi màn hình. Chắc sẽ có một vài kiểu shortcut để... How do I do Flappy Bird? Công nhận đúng là phím tàu bây giờ. Người ta làm nhiều cái này nhỉ. Em nào yên tâm. And where the hell is... Em nào. Từ nhá. Anh hình như cái này là em nào. Enter là đây. Đúng. Mọi người không nhìn thấy đâu. Kệ mọi người. I mean. Wait, what the hell? Tím. Ui. App. Nó tắt rồi. Damn. Hiếp cái này có nhiều kiểu shortcut mới ngờ. Anh em nhìn thấy không? Get ready. God damn then... Oh my god. I'm ready. What's next? Về đến đoạn get ready ấn gì để để được chơi. Để dựng lên cho mọi người xem. À, phím bây giờ lắm thứ vậy. Ấn enter à? You à, do you have to feed them or do you have that one? No. This is so weird. I'm ready. How the hell do I play this? Thế là đủ rồi. Nha, vừa rồi định comment mọi người là sao phím bây giờ phức tạp ấy nhở. Technically là mình chỉ cần bấm ra chữ. Không biết là bây giờ mọi người kiểu chơi phím được có cần mấy cái đấy không, nhưng mà again anh nghĩ là nó hơi kiểu gimmicky một chút. Thật ra nếu mà có màn hình nhỏ nhỏ thì cũng ok. Anh cũng thích mấy cái màn hình nhỏ nhỏ, giống kiểu màn hình mà kiểu mấy cái always on display trên mấy con Samsung hồi trước anh khá là thích. Nhưng mà kiểu chỉ để hiện những cái thông tin cơ bản như kiểu là notification này, như kiểu date and time các thứ rồi. Yeah, ok. Chứ còn kiểu đến mức mà kiểu customize quá nhiều thì anh
Tất nhiên cái này thì nó sẽ là một cái mạch riêng rồi. Anh đoán là nó sẽ là một cái daughterboard riêng. Nhưng mà như thế tức là cái này có một cái daughterboard cho hai cái này, xong có một cái daughterboard cho phần main connection, xong lại có một cái daughterboard cho phần battery nữa. I mean, hơi kiểu over complicated things. Tất nhiên là các bạn tàu rất là giỏi rồi. Tuy nhiên, và những cái này chắc là nó cũng kiểu component nó cũng riêng biệt với nhau ấy. Hỏng một cái thì chắc là cũng chả sao đâu. Chức năng chính của phím là bấm thì chắc vẫn bấm được. Tuy nhiên là chắc không ai thích mua một cái phím mà có quá nhiều function, sau này nó những cái function nhỏ nhỏ nó bị hỏng. Yeah, I don't get it, but yeah, maybe someone likes it. Tôi sẽ lắp GMK Plum với lý do là bạn biết đấy, tôi mở tủ ra thì tôi nhìn thấy cái này đầu tiên. Thật ra cái này không phải nhìn thấy đầu tiên, chỉ là đây là bộ đầu tiên mà thấy đủ nút thôi, chứ còn các bộ khác thì nút lắp tứ tung đủ chỗ. Lấy đéo ra cà phê, không hiểu sao mấy ông không nghiện thích núm. Anh là người thật thà mà, anh là người review của tâm. OG đấy sắp, anh giả ca sĩ mất rồi. Lại nhắc đến hôm cái OG đấy sắp đấy. Chính vì cái hôm mà anh giả ca sĩ bộ OG đấy sắp mà anh mất cái máy ảnh. What a memory. Oh no, I'm not doing that. Can I do that? No, I'm not doing that. Oh, anh thích bài này lắm. Something unpredictable, but all that known is why. Lung linh. Mọi người biết không, anh thấy GMK Plum lắp phím gì cũng đẹp. It will have two escapes, because that's what I want. L, no. No. Why? Boneyard soul. Cái bộ này hình như là một trong những bộ mà anh lắp trên stream đầu tiên. Hình như anh lắp trên con Duck Viper nhỉ? Em tự nhiên thấy nhớ Duck Viper. Hôm nào mang ra bỏ. What the hell? I was listening to that song. What do you mean? Thật buồn. Đang vibing. Thôi, vibing tiếp bài này. Type K à? Em request nó nhảy sang bài khác luôn. Hình như con này bán rồi sao bạn ạ? Sao không đéo ai mua? Oh shit. Con này ship chưa vậy? Bị bè con Type K này đã ship chưa vậy? Hình như chưa. Thôi bạn ạ, không sao đâu, con này bây giờ trả kiểu gì trả qua hàng.
Bạn nhớ ca sĩ không? Kiểu gì ca sĩ cũng hàng. Cười. Damn. Con đấy là G-H-I-Z-K-L. Wait, A-S-D-F G-H-G-K-L. Nhưng mà con đấy vẫn là Gion làm thôi đúng không? Tức là ý là Gion chạy thì đúng không? Hay là nó cũng chạy qua bên khác nữa? Cái này không phải lỗi phím nhá. Tôi lắp luôn start vào. Em ơi. Chết. Là một streamer quảng cáo phím là như này tệ không có gì. I mean it doesn't sound that bad. Cái này mọi người loop lại thì nó sẽ bớt bị rattling rồi. Đã bao lâu rồi tôi không nghe bài này vậy? Plum giá rồi. Anh không biết được cái này thì những cái set mà cũ như này mà ít người bán thì chả có giá ấy đâu. Kiểu hứng lên bán là... Thông thường những cái set như thế này ấy, thì người có thông thường không phải là người cần tiền ấy. Cho nên một là em sẽ rất là rẻ ở cái mức mà em xin được. Hai là em phải offer cái mức rất là đắt để cho người ta cảm thấy có hứng thú. Anh đoán nhá, cái này đoán không rõ. Bây giờ anh cũng chả biết là mọi người có thích chơi phím nữa không. Nhưng mà anh đoán xe này chắc tầm 5 triệu chắc mua được. 5 triệu mà kiểu giao mua kiểu cash in hand là tầm 5 triệu chắc có người bán. Kiểu không 5 triệu em, thế bao tiền? Đéo được. Đủ má, I try to have an educated guess. Ấy. Nếu đúng thôi, sao phải nói lặng lời với nhau đấy. À ok, god damn. Biết đâu được. Tôi tưởng bây giờ 5 triệu là nhiều. Let's see how disconnected I am. 15 triệu, anh nói nhầm. Anh nói nhịu, thiếu số 1. 15. Từ từ nhá. Xe lại đắt thế á? Damn. Tại vì anh nhớ là anh mua là không thể đến như thế đâu. Ở đấy. The hell. Thành kia bỏ 5 ở đấy. Mà set của anh thấy đẹp. Tại vì anh có gõ đâu. Sần nguyên, còn nguyên. Chỉ không còn hộp thôi, mà hộp thì cần éo rồi. Không đắt đâu. Thế à? Đấy. Trong chat của anh có bạn Shrek ấy. Bạn ấy hay lướt mạng ấy. Em bảo bạn ấy lên mạng mà mua. Ê, anh buồn với tao kiểu này sẽ buồn cái này. Cái này lướt gì nhỉ? Mọi người ơi, bây giờ anh mới thật nhận ra nhau. Thôi, anh nghĩ là cái này mọi người đều nhận ra rồi. Thì mỗi anh bây giờ mới nhận ra. Nếu mà lắp màn hình thì mọi người sẽ thiếu cái nút delete, nút end và nút page down, which I don't care. But... bây giờ mới nhận ra. Cái này thì tôi không biết là lắp cái gì, tôi có lắp bừa. Cause I can't. Đây có nút ở đây, pause break ở đây. Xong rồi có một nút print screen ở đây. Đây. Xong bình thường đây sẽ là nút home. Đúng nhỉ? Không phải. Insert. Đây là insert, home, page up.
bá luôn. Tự nhiên gặp một con phím không lắp được hết nút TKL thì tôi lại nhớ. Beautiful. Quá đẹp luôn. Một con phím 5.340.000. Lắp một bộ keycap 15 triệu. Thật tuyệt vời. Không sao bạn ơi, tôi cũng ghét màn hình lắm. Nhưng mà tôi với bạn bây giờ không phải là target audience nữa rồi. Mọi người cố chờ xem đến cuối stream nhá. Anh biết là camera đang bị tắt rồi. Mọi người cố chờ xem cuối stream. Nếu anh vui sẽ ma bù con phím này. Camera này nó chắc phải anh để là 4K thì nó hay bị nóng thì phải. Stream được bao lâu rồi? Mới stream được gần 2 tiếng rồi. Chứ hôm nay stream nhanh. dạo này không còn make fun nữa. Cái đấy cũng chắc bây giờ ít người chơi nên chả đấy. Không làm sao không làm. Anh có làm mà động quá. Đây. Phím 5.340.000 hay 5.540.000 thì được không biết. Yeah. Nhưng công nhận đây là anh khá là thích cái set GMK Plum này. Vừa rồi là anh nói thật đấy, anh nghĩ là cái màu này lên keycap nào cũng đẹp chứ không phải là tại vì anh lười đâu. I mean anh lười thật nhưng mà ý là đấy không phải lý do. Mày có thật sự là người xem stream của anh vậy? Mấy cái nav key này anh không bao giờ biết cả. But I think it's correct though. I don't know. Cái này anh khá là sure là anh lắp đúng rồi. Còn ba cái đầu thì chắc chắn là anh không biết. Không, cái này chắc là print screen trước nhỉ? Yeah. Mình có luật. Có biết dùng via không? Nhớ yeah. Via của anh không bao giờ tồn tại cái bên này cả, hiểu không? Hình như anh lắp có một con phím nào đấy anh không nhớ, anh lắp đoạn này là Artisan hết thì phải. Con gì đó, Valis. Cloudline. Yeah. Ra chữ luôn. Wow. Sao vừa nãy mình không nhìn thấy đoạn khởi động nhỉ? Nhìn không? Nó không có gì hay đâu nhưng mà ý là anh cũng muốn cho mọi người xem ấy. Tại nhiều người không có tiền mua phím này mà. Cái này là... I don't know. Chấm chấm gì đấy? Cái này khá là ok nhá. Anh không thích cái này. Anh không thích cái màn hình bên phải cho lắm. Why is it there? Mỗi khi gõ một chữ thì ở đây nó đầy. Thế nếu mà nó đầy xong thì... What? Why? Cái này chắc là nó có một cái ý đồ gì đó đấy. Nhưng mà không hiểu ý đồ là gì. Nope. Chuyện có con mèo. Con mèo là mình gõ thì nó gõ mà đúng không? Cái này thì... Again. Oh my god, it's so fun. Oh. Con mèo này bị hơi ngu rồi. Ví dụ bạn gõ chữ N thì bạn phải gõ bằng... Wait. Chữ N phải gõ bằng tay phải. Nhưng mà con mèo nó lại gõ bằng tay trái.
I knew it. Chữ H cũng thế. Yeah, stupid cat. Không có view khác. Bây giờ anh không có top view rồi. Anh nói mọi người tin là được mà. Về nhá, anh sẽ sau test. Nhưng mà mọi người nên bỏ qua, mọi người cần phải bỏ qua phim Space của anh, tại vì anh không làm. Time. Thế nào cho cái này to hơn. Tab này. No. How do I do it? Size. Font size, let's do 4. Font size. Three. Okay. Bạn ơi, bạn chuẩn bị prepare to be amazed nhá. Tại vì cái animation này mọi người thì biết rồi nhưng mà bạn thì chưa biết đâu. Tắt quạt vào. Điều hòa chắc vẫn để được. Nhưng mà tôi quên mất cái này làm nào. That's it. Okay. Sao test nha mọi người. VK80 Mark II with Summertime. I think it's a Summertime V2 on palm plate. Yeah, that's basically it. I have no foam in this one. Anh em vừa có xem sound test không vậy? Có nghe sound test không vậy? Rồi, chắc đéo ai xem. Không ai xem. Thế cũng khá hay. Định không tích mà, cái đấy là rattling thôi. Thật mà. Anh kind of muốn thử. Actually, I'm gonna do it now. Anh nghĩ là anh chỉ cần phọt một ít má mua đồ nghề đầy đủ như này mà không làm sao. Anh chỉ cần phọt một ít hay là 7. Ủa. Hay làm tí XHD BDZ nữa. Anh seriously là đã quên là bình thường anh hay dùng mỡ gì cho stamp.
Oh well. V2 á. Raptor 88 là con nào anh không biết con đấy đâu. Chưa nghe bao giờ. Tức hồi trước anh cũng biết một số con mà. Mà em có gõ, anh gõ TKL nhiều không? Chưa build nên có gì mà lại chứ. Wait. Yeah, đúng rồi. Mọi người thấy không? Quan trọng là bơm mỡ. Sao lại phải nắn ngoài dễ. Anh thấy V2 đẹp hơn. Anh thì vừa rồi anh định hỏi bạn kia là thế em có hay gõ TKL không, tại vì kiểu nếu mà là anh, tức là một người mà không gõ TKL thì anh sẽ mua V2 cho đẹp để trưng ấy. Hồi trước thì anh hơi hấp hấp một tí, anh mua con F1 OG xong rồi kiểu anh re-anode các thứ các thứ. Hồi đấy kiểu rảnh, nó rảnh, hồi đấy kiểu khai được làm content ấy thì làm thôi, chứ còn nếu mà kiểu anh không có nhu cầu đấy thì anh nghĩ là F2 là một con, nếu gọi là trophy board nhá, thì anh sẽ mua F2, lộn V2. Em một người sunset. Đúng rồi, bị thế mà. Thật ra thì bạn dùng nhiều cũng quen. Hồi chả nhớ hồi bao nhiêu, kiểu hồi nào, kiểu đầu năm thì tôi cũng dùng con F1 khá là lâu. Hình như khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian không stream thì bạn thì cũng được, nói chung là tay bạn, tay chân thì nó cũng làm quen với cái việc đấy thôi, cũng được. F260, con đấy đã được trả hàng hết chưa nhỉ? Yeah. Hôm trước anh không nhớ trên server có một vài người nói chuyện, lúc đấy anh mới để ý là con F1 V2 bây giờ vẫn chưa trả hàng. Anh còn chả nhớ đấy là đợt goodbye nào, tại vì nếu mà anh không nhầm thì anh làm F1 V2 có khi phải đến 2 năm rồi phải. Chả hiểu. First come, yeah, first come, first serve, one batch. Still though. Một drop a hammer, drop go. Okay. Thế hiện tại đang là group buy à? Tại vì hôm trước anh lên chợ cũng thấy ai đấy bán cái slot group buy thì hình như còn bán rẻ. So, don't really get it. F260 F1V2 thì anh thấy kiểu thanh thoát hơn, nhìn dễ chịu hơn ấy. Còn OG thì hơi cục mình một tí. Không, anh biết là quét cho JST cái đoạn biết rồi, nhưng ý là anh nhìn cái vừa rồi nó hơi bị rusty ấy. Đang hỏi cái đoạn đấy.
F260. Em có một F260 không? Anh có thể kết nối được. Anh có một người bạn đang chờ F260 về nhà và anh nghĩ là khi sau khi về thì bạn ấy sẽ bán. Chơi cả. Yeah, I mean, why the fuck not? Cho ra cả hai phím bây giờ em... Anh nghĩ là em đều có thể mua được kiểu với giá ok. Chắc 20 triệu là mua được cả hai con. Đang nói đến là để mang về để trải nghiệm thôi nhá. Còn nếu mà em thích Flawless thì chuyện khác. Thì cứ lấy về hai con xong rồi chán thì... Đúng không? Tính tiếp. No. Anh chả đợi con mẹ thì bây giờ người ta đợi anh chả đợi ai. Bây giờ ấy mà bảo anh đợi pre-order GB ấy, anh chửi nhỏ. It makes no sense at all. Lily sandblasted. Nhờ, yeah, Lily cũng đẹp đấy bạn ạ. Giờ đấy tôi cũng không chơi. Again, tại vì giờ tôi chán đợi rồi. Nhờ, yeah, thằng mua flip cho xong. Đúng rồi. Thời gian là thứ không làm ra được. Tiền thì ok. Tức có nhiều người cũng không làm ra được cả tiền ấy, nhưng mà đa phần là mọi người làm ra được tiền. Nhưng còn đéo ai làm ra được thời gian nữa. Bây giờ chỉ có ai GB các thứ. Đào thải dần thôi, nói chung GB bây giờ. Thì hôm nay stream nhanh quá. Có 2 tiếng một chút là ok rồi. Được. Em còn ở đây không? Em thấy buổi stream có thành công không? Ok không? Gì thế này? Ok. Vất. Chả một tháng thì ok. Nhưng thật ra nếu mà goodbye của mấy anh bạn hàng xóm thì cũng ok. No, actually not. Thật ra thì nên nói thẳng là chỉ có goodbye của QK với cả Neo thì ok. Tại vì như anh nhớ vẫn có một số con goodbye của hàng xóm nhưng vẫn bị delay. Có khi delay cả năm rồi. Có con gì nhỉ? Con gì mà đợt anh cũng stream rồi. Cũng màu KB làm ấy. Nhưng không phải là hợp tác xã UK Olaf thế nhỉ. Yeah. Yeah. Thế nên là vẫn là hợp tác xã Olaf UK Neo là uy tín. By the way, dạo này Olaf có làm thêm phím gì không ta? God damn. 60. Really? Nhưng em có chắc là khi mà 60... Oh, yeah. Wait. I did not know about the 60. Chân gà 60. Ủa, nhưng sao có thằng này nó có sound test rồi này? MC Queen của Top Gun Maker. Nó đã nói gì đến cái của bên Our friends and family. Wait. Jelly Epoch mới ý em là con Jelly Evolve hả? Con đấy anh có. Okay. Thế cũng khá là lâu rồi. Có thể nhá. Có thể anh sẽ kiếm một season cả. Anh đang xem một cái post trên Reddit là 4 tháng rồi nhưng mà không thấy có thêm update gì của Mary C đâu. Cũng được. Có thể gọi
có thể gọi là keeper con xem nào. Dạo này có gì hay hay nhỉ? The only 500 cm I know of is Hasselblad 500 cm. Nếu mọi người chơi máy ảnh chắc mọi người biết cái series 500 cm này. Sao nhiên lại có thêm Nguyên em còn ở đây không? À, nhưng mà em chả chơi phím nhỉ. Anh định cho em cái này nhưng mà em không chơi phím nữa thì... Mà hình như em có cái đấy rồi. Ô vậy. Oh really? Thế từ đấy không? Thế từ đấy anh đã nhớ xem. Hình như con đấy anh thấy một lần rồi phải. Đi 500 cm. Hình như anh nhìn thấy một lần nhưng mà anh chả thấy nó inspired gì cả. Yo, what the fuck? Oh, okay. Hình như nó có cái phần đằng sau phần backplate là cái phần mở plate 500 cm. Okay. Yeah, but not that interesting though. Hồi trước anh định mua con 500 cm. Máy ảnh không phải là phim. Sao từ nãy giờ anh thấy em nhắc đến cái việc em sẽ chơi nhiều con đấy nhỉ? Sun types nhỉ? But yeah, I mean nếu mà có khả năng thì cứ... Anh nghĩ là nhá, anh nghĩ là em mua hết con mẹ đi. Tại vì như thế thì nó kiểu tiết kiệm thời gian đấy. Mà em cũng sẽ kiểu chán anh hơn. Đỡ phải nghĩ nhiều. Làm việc khác em ạ. Otan này, thì em có Otan 500 cm. Vento cụ thể là Magic Keyboard. Ok. Phim Endgame á? Có... cũng có thể gọi là được. Trong mai mình sẽ làm sound test con này. Con này thật ra thì... tại vì hôm nay thử hai con phím là con QK80 Mark II với cả con Neo 70. Tất nhiên là hai con layout khác nhau rồi nhưng mà mình thích âm con này hơn. Con fix cũng khác nhau các thứ chứ không tính âm gì tại vì con kia... ví dụ con này là... actually wait. Nhiều. Yeah. Ví dụ như là cả hai con đều no foam. Chắc là con kia thì mình chưa mở ra không biết nhưng mà ý là con kia thì vẫn cảm thấy nó có một chút foamy gì đấy, không biết tại sao. Con này thì đỡ tiếng foamy hơn. Nó sẽ không nổ như là mọi người hay mà mình đoán là những con phím mới ra trong khoảng thời gian này thì nó nổ nhiều. Con này không nổ nhiều. Nếu mà con này dùng với alu thì chắc là sẽ bị nghiêng nhiều về hướng mà tịt hơn ấy. Nhưng mà dùng với pom với mình cảm thấy là khá là ok. Vừa đủ, không nổ. Fro bỏ qua. Mấy cái này là ok. Kiểu dùng daily là ok. Tại vì hiện tại thì mình chỉ nói theo cái cách là dùng daily thôi. Chill chill thôi chứ không quá kiểu enthusiast nữa rồi. Nên với mình tiếng như này là vừa phải.
Phần màn hình, again, màn bên phải không biết để làm gì, bên trái, tạm tạm. Levi B60. Damn, tính nhiều thế. Một hồi, B60 không biết bây giờ ra thêm version đến mấy rồi. Nhưng mà Levi là một con đáng chơi. Levi này, Sagrada, hai cái đấy khá là ok. KFC nghỉ hẳn hả? Kiểu as a brand chứ không phải chỉ mỗi B60 à? Damn, ok, fine. That's ok. Yeah, it's okay. I mean, it's... Yeah, it's... You know, it's not a gold mine anymore. You know, this hobby. Là nếu mà không có base kiểu khá là rõ ràng, có fan base kiểu như là Outlap, QK các thứ, hay là ít nhất là Gion. Tại vì hồi kiểu, anh thấy hồi KMG làm với con B60 cũng khá là kiểu nó không all out cho lắm ấy. Mặc dù có khá là nhiều version nhưng mà chạy vẫn kiểu somewhat private. I know it's not, you know, technically private but still. Yeah, B60. B60 có khá là nhiều version nhá. Nếu mà anh xếp thì anh sẽ xếp Levi trước, sau đấy đến B60 version cuối. Sau đấy thì B60 thì đúng là từng version sẽ khá hơn. Ví dụ như V1, cái con mà hồi trước anh stream ấy, thì là con anh nghĩ là mọi người sẽ đánh giá nó tệ nhất, nhưng mà nó vẫn có cái kiểu technical specs thì nó khác hẳn con V sau. Còn anh nghĩ sẽ vẫn có người thích con V1 đấy. Anh cũng khá là thích con V1 đấy. Mấy cái đời version cuối thì gõ nó dễ chịu hơn, mềm hơn. Nhưng mà vì cái mềm đấy thế là tự nhiên nó lại hơi bị kiểu đại trà quá ấy. Nên thật ra nếu với anh mà để mua B60 anh sẽ mua V1. Nhưng V5 sẽ dễ bán hơn, mua cũng sẽ dễ hơn. Nhưng mà gặp Levi của anh thì vẫn phải quỳ xuống nó ấy. Yeah, anh vẫn khá là thích Levi. Nói chung cái chắc gọi là first gen phím 60% của Lam anh vẫn thấy thích, tức là Sagrada và Levi R0. Anh có thù với R1 nên là đừng hỏi. R0 chắc mua hơi khó. Top mount when I don't even need top mount. Chả điểm gì. Tức nếu mà có thể là em, nhưng mà với anh thì anh có đủ lựa chọn top mount cho 60% rồi nên không cảm thấy cần. Ok, 2 tiếng 12 phút. Yeah. Rồi, ok, chúng ta có thể dừng buổi stream tại đây. Thank you mọi người đã join. Tại sao mà mấy tháng stream một lần mà số lượng người xem vẫn thế? Wow, số lượng thế nhưng mà audience thì có vẻ hơi đổ một chút. But anyway, bye bye. Ui, Quý vẫn còn ở đây cả. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau một ngày gần nhất. Ví dụ như là khi tôi nhận được những con phím kiểu như là Nickel Art hay là Julie 60. Yeah. Để nghe mà xem của bạn rồi. Bye bye TMN, bye bye 1 million. Bye Hoàng Nghĩa, bye Quý, bye Kiên nha. Ồ, Kiên vẫn có cái hình cái icon artist của channel tôi. Bye Dũng. Hai con Nico Art với cả Julie, anh hứa là nếu mà tức là con nào mà anh stream cuối trong hai con đấy thì anh sẽ có big marbles cho mọi người. Em có cái gì nhỉ? Discord không? Discord. Ok, thế thì có thể ping anh qua Discord được. Nick Discord của mình. Làm thế nào để biết được ID Discord của mình?
I mean, I know, I just want to make sure. Hình như em gõ kiểu scuffboard là được thì phải. À đây, chắc là cái này. Ủa, thế mà còn hỏi. Không phải, cái này là user ID. Nhưng mà em vào thì sẽ thấy scuffboard thôi. Manage account. Oh my god. Thế trong, tóm lại nick của em trong MOKB là gì? Anh chưa thấy em rồi. Nhưng mà em cứ search cái tên tên Twitch channel của anh ở trong MOKB thì sẽ thấy. Ok. Ok, vậy thôi, bye bye mọi người. Wait, do I rate? Đây là anh thấy em ping anh rồi. Ơ oh, em đã từng nhắn anh rồi, đây làm gì? Khiếp, nhắn từ nhắn từ đầu năm. Damn. Ok nha. See if there's anyone that I can rate. Nah, we have Black Simon, but I'm not in the mood for that, so let's go. Have a nice weekend, everyone. Bye bye.